Hôm nay chúng ta sẽ làm quen giới thiệu những cái công cụ thuộc về nhóm tô vẽ chỉnh sửa và view ở trong Photoshop. Thế thì trong nhóm những cái công cụ và view chỉnh sửa thì chúng ta có một công cụ nó thuộc dạng kề cựu, nó gọi là công cụ clone stamp. Công cụ clone stamp này thì nó sẽ giúp chúng ta là sửa chữa các cái vết lỗi ở trên một cái bức ảnh bằng cách là lấy những cái điểm mẫu từ những cái điểm mà có cái tính chất là vẫn ổn thỏa, sau đó thì sao chép nó và đưa lên, dán đè lên trên những cái chỗ mà nó đang bị lỗi, cho là lỗi. Tôi lấy ví dụ như là cô này đang có một cái nốt ruồi chẳng hạn, tôi muốn tẩy xóa cái nốt ruồi này đi thì tôi sẽ thực hiện bằng cách là chọn công cụ clone stamp, sau đó thì thực hiện thao tác lấy mẫu ở cái chỗ mà không có nốt ruồi và sau đó thì dán đè lên trên. Thế để lấy mẫu thì chúng ta cần làm như sau: các bạn nhấn phím an trên bàn phím. Khi nhấn phím an trên bàn phím thì trỏ chuột của chúng ta thay đổi và chúng ta đặt cái trỏ chuột đó vào cái vị trí mà chúng ta muốn lấy mẫu, sau đó kích chuột một cái rồi nhả cả phím chuột lẫn phím an ra. Sau đó thì chúng ta sẽ đưa cái trỏ chuột tới cái vị trí mà chúng ta muốn dập xóa và nhấp chuột để lấy mẫu từ chỗ mà chúng ta lấy mẫu đưa ra, dán đè lên. Thế đấy là cái cách làm mang tính cổ điển nhất. Đấy. Công cụ này thì có từ những phiên bản rất là thấp, từ phiên bản 4 thì khi tôi làm việc với Photoshop thì bắt đầu đã có cái công cụ này rồi. Trước đó nữa thì tôi không được biết là từ phiên bản 3 trở về trước là nó có hay chưa, nhưng mà đấy, từ phiên bản 4 là tôi đã gặp cái công cụ này rồi. Ở đây gần như là một cái dạng có thể nói kiểu như là thủy tổ của mấy công cụ và view ở trong Photoshop. Thế công cụ này thì thao tác của nó tương đối là dễ, là tuy nhiên nó có một cái điểm mà người dùng thì người ta phản ánh rằng là nó chưa được hoàn hảo, chính là cái đoạn là thao tác và view của nó chỉ đơn giản là nó lấy mẫu cho nó và nó dán đè lên theo cái dán giấy lên trên một cái vết lỗi. Thế thì cái đường biên hoặc cái khu vực mà dán đè đó nó vẫn có thể tương đối dễ nhận ra, do là nó có những cái sự khác biệt giữa cái vùng được dán đấy và vùng dán lên trên, có thể là về màu sắc, có thể là sáng tối, về đậm nhạt, vân vân, thì nó tương đối dễ bị phát hiện ra. Thế thì để mà vẫn sử dụng công cụ này và khắc phục cái chuyện đó thì người ta có thể là xử lý theo mấy cách. Một là người ta sẽ sử dụng cái công cụ to hơn cái vá ít, và sau đó thì người ta chọn cái bút là bút mềm. Bút mềm thì bao giờ nó cũng cho cái, hay là công cụ mềm thì nó sẽ cho cái đường biên nó không rõ ràng lắm. Thứ hai nữa là có thể là chúng ta sẽ làm thêm một cái thao tác nữa là sử dụng cái công cụ nhưng mà để opacity không phải là 100%, mà thấp hơn một chút. Thấp hơn thì vá một lần không hết được, nhưng mà vá vài lần thì hết. Và với cái cách mà dùng opacity như thế này, đây ví dụ tôi để cái này là cứng nhá, bút cứng nhá, ví dụ để nhìn cho nó rõ này. Nhấn an này, lấy mẫu, đưa sang đây, kích vào thì chúng ta sẽ thấy là cái phạm vi tròn tròn của vết vá tương đối rõ đó. Thế nhưng nếu như bây giờ tôi giảm cái opacity đi thì không phải kích một lần là xong, mà tôi phải kích vài lần. Nhưng mà kích vài lần thì nó cũng sẽ ít bị thế này hơn. Đấy. Và đồng thời là chúng ta có thể giải quyết là sử dụng bút mềm. Đấy. Sử dụng bút mềm thì cái vết đấy nó sẽ không rõ được cái biên lắm, nó sẽ lẩn đi ít nhiều. Thì đấy là cái phương pháp mà chúng ta có thể là sử dụng cái công cụ để chúng ta vá víu, che giấu những cái điểm lỗi và đồng thời là làm cho điểm mới điểm cũ nó ăn vào nhau một cách tốt hơn. Thế thì từ những phản hồi của người sử dụng đối với công cụ này thì sau đấy tới phiên bản 5.5 rồi phiên bản 6 thì Photoshop đưa ra một số các công cụ đời sau của công cụ clone stamp này. Nó được gọi là công cụ Healing Brush, công cụ Patch Tool. Đấy là những cái công cụ mà để khắc phục những cái lỗi mà
người sử dụng vẫn kêu về công cụ Plant Stem. Cái công cụ này thì nguyên tắc cũng vẫn là lấy mẫu từ chỗ tốt và sang chỗ xấu. Đấy. Nhưng mà nó khác biệt ở một chỗ như thế này là sau khi vá xong, thực hiện thao tác vá xong thì bao giờ nó cũng âm thầm làm thêm một cái thao, làm thêm một cái bước nữa. Đó là trộn lẫn giữa điểm ảnh cũ và cái điểm ảnh vừa được vá view vào. Đấy. Do cái thao tác trộn đấy thì nó sẽ làm cho điểm mới điểm cũ nó lẫn vào với nhau và người ta rất khó để nhận ra được cái biên của cái vùng vá view. Thao tác thì cơ bản nó cũng giống như là cái bài mẫu kia thôi, cái công cụ kia thôi. Có nghĩa là chúng ta cũng phải nhấn an, chúng ta lấy mẫu ở cái vòng gần gần cái chỗ bị co nhà lỗi đó. Sau đó thì đặt lên nhà chuột ra và di chuột vào cái chỗ bị lỗi, sau đó thì kích chuột một cái thì nó sẽ vá luôn cho chúng ta. Và gần như là sẽ không phải tính toán cái việc là biên mềm hay biên cứng hay là opacity bao nhiêu. Tại vì nó làm xong thì nó sẽ tự động, nó có cái thao tác là trộn lẫn điểm ảnh cũ và điểm ảnh mới vào với nhau để nó xử lý cho chúng ta. Thế thì với thao tác đó thì chúng ta cũng tương đối là dễ dàng khi mà thao tác, không còn phải lo rằng là xử lý cái đường biên của vết vá nữa. Đây, chúng ta cùng nhau xem là hai cái công cụ đấy nó tạo ra sự khác biệt như thế nào nhé. Bây giờ tôi tạo ra một tài liệu mới này. Ví dụ này, bây giờ chúng ta sẽ để song song hai cửa sổ. Và chúng ta sẽ thử nghiệm xem là cái cách vá view này thì nó khác nhau như thế nào. Về mặt bản chất thì thực ra chúng ta có thể hình dung ra là cái thao tác mà vá view chẳng qua là tôi là lấy điểm mẫu chỗ nọ tôi đè sang chỗ kia, hay là tôi sao chép điểm ảnh chỗ nọ tôi đưa sang, tôi đè lên chỗ kia. Thế bây giờ các bạn quan sát thử xem nhé, xem cái bài này, cái công cụ này nó làm việc như thế nào. Đây, về mặt nguyên tắc, tôi nhấn an, tôi kích vào một cái vị trí nào đó để tôi lấy mẫu. Sau đó thì tôi sẽ đưa sang và tôi vá sang chỗ khác. Ở đây thì các bạn để ý là cả hai cái công cụ cũ và mới đều có những cái tùy chọn tương đối giống nhau. Trên thanh option nó có ba cái tùy chọn: current layer, current and below, và old layer. Current layer thì nó cho phép chúng ta là làm việc ở trên cùng một layer thôi, có nghĩa là tôi lấy điểm ảnh ở cái chỗ xó nọ tôi dán sang xó kia ở chính ngay layer đó. Đó. Thế còn current and below thì nó cho phép là bạn có thể là lấy điểm ảnh từ chỗ layer này, bạn có thể đè lên một layer khác nhưng mà vẫn ở trong cái tài liệu đó. Còn trong trường hợp mà các bạn chọn old layer thì nó bắt chấp có thể là cùng một layer, từ layer nọ sang layer kia và đôi khi là từ tài liệu nọ sang tài liệu kia. Đấy. Thì bây giờ tôi chọn thử on layer nhé. Các bạn quan sát thử cái thao tác lấy này. Ví dụ tôi lấy mẫu bên này, sau đó tôi đưa sang bên này. Và nếu như tôi di chuột mà tôi lấy mẫu, để chúng ta tăng hết cái này lên đi. Lấy mẫu này. Đây là thao tác lấy điểm ảnh từ bên cửa sổ bên phải đó và di sang cửa sổ bên trái. Đây cũng là một dạng, cũng có thể coi như là vá. Nghe vá từ cửa sổ nọ sang cửa sổ kia. Sao chép. Ok. Đây là công cụ dưới đây, Plant Stem. Bây giờ tôi đổi công cụ nhé. Chúng ta chuyển sang công cụ Healing Brush. Thao tác cũng tương tự như vậy. Trước tiên tôi cũng tăng to công cụ lên tí cho dễ thao tác. Nhấn an, kích chuột, lấy mẫu. Sau đó tôi đưa sang đây. Nào, chúng ta cùng nhau quan sát xem thao tác nó làm cho chúng ta như thế nào nhé. Thao tác có giống nhau ạ? Nhưng mà các bạn có thấy là cái hai cái nó có điểm gì khác nhau không? Làm xong có cái gì khác nhau ạ? Nhưng mà nhìn thì rõ ràng là khác nhau rồi. Vâng, nó khác nhau ở cái gì? Nó
Ừ. Thế còn cái kia? Trong 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 quá trình làm nó đã có một số các cái xử lý tự động. Đúng không? Đấy chính là cái đoạn mà nó tự trộn đấy. Tự trộn với cái nền, cái này bị bạc hơn. Đó. Bị trắng hơn, bị bạc hơn. Đây bây giờ chúng ta xem lại cái thao tác này này. Ngay khi mà chúng ta vẽ vào đây thì nó đã có cái sự gì đấy ạ? Trộn lẫn giữa điểm cũ với điểm mới. Trong khi cái thằng này thì không có cái thao tác đó nha. Đây ví dụ thằng này. Nó tự xử lý biên của nó có cái phần trộn cho mấy biên bên ngoài. Không phải biên mà thực ra là nó trộn cả chứ không phải là biên đâu. Nhưng vì là nó xung quanh đấy là trắng cho nên là chúng ta sẽ thấy nó nhòe. Đấy. Đấy là cái lý do mà chúng ta thấy là sử dụng cái công cụ Healing Brush thì nó lẩn khuất tốt hơn, Chung nó là không bị cái phát hiện ra cái chỗ vết vá giống như là cái công cụ Clone Stamp. Đấy. Thế nhưng mà cái đấy nó cũng có hai mặt của nó. Có nghĩa là nó mạnh ở chỗ này nhưng điểm yếu bao giờ cũng sẽ đi kèm với điểm mạnh. Đấy. Ví dụ tôi có một cái lỗi nhỏ nhỏ nằm ở đây. Ở đây ví dụ như là chúng ta có một cái vết như này. Ví dụ tôi có một cái vết ở đây. Nếu mà tôi vá thì trong trường hợp này tôi vá bằng công cụ này, tôi vá bằng công cụ này tốt hơn thì công cụ này lại tốt hơn. Vì sao? Vì khi chúng ta tạo ra một cái vết vá thì nó sẽ trộn cả điểm ảnh cũ và điểm ảnh mới. Bao giờ nó cũng trộn, có cái tính chất là tham chiếu cả những điểm ảnh xung quanh. Và do đó ví dụ như cái vết này khi mà chúng ta vá thì các bạn sẽ thấy rằng là nó bị kéo ít cái màu đen của cái màu tóc vào trong đấy. Cho nên cái vết vá này thì nó lại bị đen. Hoặc ngược lại, nếu như ở đây tôi có một cái vết mà nó gì đây ạ? Một cái vết gì đó. Ví dụ vết lỗi như này, đó. Mà tôi lại sử dụng cái công cụ này tôi vá. Thì có khả năng sẽ bị gì đây ạ? Lôi một ít màu trắng, lôi một ít màu sáng ở cái này vào. Những chỗ giáp ranh thì lại là những chỗ rất khó dùng cái công cụ đấy. Tại vì khi mà nó trộn thì nó có thể lôi những cái màu xung quanh vào. Do đó thì mạnh thì rất mạnh nhưng mà lại cực kỳ cẩn thận với những cái vùng giáp ranh giữa màu nọ màu kia, giữa sáng với tối. Nếu không cẩn thận là nó sẽ bị loang màu vào nhau. Đấy, còn nếu không thì chúng ta sẽ phải giải quyết theo cái kiểu gọi là chơi cả một cái bài lớn thế này. Tôi cũng lại đặt một cái là nửa nửa nọ nửa kia như thế này thì mới đỡ được cái chuyện là loang từ chỗ nọ sang chỗ kia. Cái đấy là cái cách mà chúng ta làm việc. Tuy nhiên là cái thằng này về mặt bản chất thì nó rất giống với Healing Brush, thì nó rất giống với lại Clone Stamp. Tuy nhiên là cái thao tác của nó thì như tôi đã nói là nó có một cái sự trộn lẫn đó, sự trộn lẫn âm thầm mà chúng ta không có cần phải giải quyết cái việc đó. Thế còn thằng Patch Tool này thì nó như thế nào? Patch Tool này thì trên nguyên tắc nó cũng giống giống như vậy thôi, nhưng mà nó sẽ xử lý theo một cách thao tác nó hơi khác về mặt thao tác. Chả có an, chả có ước gì cả để lấy mẫu, mà nó sẽ chọn vết vá, sau đó nó thực hiện thao tác vá thế thôi. Và cái thằng này thì nó sẽ có hai cái chế độ, hoặc là chọn suộc hoặc là chọn destination. Nếu chọn suộc thì thao tác của chúng ta như sau. Ví dụ cái này là vết gì đây ạ? Cái này là vết nó ruồi đúng không ạ? Bây giờ tôi thao tác này, vẽ một cái vùng xung quanh cái nốt ruồi này thì chúng ta có một cái chỗ như vùng trọng đó. Sau đó sử dụng chính công cụ này và chúng ta di nó sang một cái vị trí mà chúng ta muốn lấy mẫu, nhả chuột ra, nó sẽ câu cái màu sắc cũng như là các cái cấu trúc của cái điểm ảnh ở đấy về, nó vá lên. Hoặc ngược lại như sau, chúng ta lại có thể làm theo một cách khác, đó là tôi vẽ lấy một cái vùng ở cái vùng được gọi là tốt,
Đó, lúc này tôi sẽ chọn sang cái kiểu khác, đó là destination. Tôi lấy cái destination này, tôi kéo, tôi thả vào cái chuột này thì nó sẽ lại trộn lẫn giữa cái gì ạ? Giữa cái điểm mà tốt đè lên cái điểm xấu. Thao tác này giống như là chúng ta vá quần áo rách. Đấy, vá những vết rách. Ở đây là vết lỗi. Thì chúng ta sẽ có hai cách. Đây, xem lại nhá. Thao tác lần lượt. Chọn xuộc này nhá. Đây, chọn xuộc này. Ví dụ lấy cái vết này đi, đó. Xuộc này. Vẽ bao xung quanh cái chỗ mà lỗi này. Kéo sang chỗ kế cận không lỗi này, nhả chuột ra. Được chưa? Hoặc ngược lại. Này. Vẽ chỗ tốt. Kéo thả vào chỗ xấu. À, xin lỗi. Đây, phải chuyển 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 kiểu là destination hoặc là xuống. Đấy, thả ra. Nó sẽ trộn vào. Thì cái kiểu này thì nó cũng hơi hơi giống như là cái công cụ gì đấy, Healing Brush. Nó cũng có cái thao tác trộn vào, ngấm ngầm. Tuy nhiên là chúng ta không điều khiển được cái việc này. Trộn như thế nào, trộn bao nhiêu đấy là việc của nó. Đấy, cho nên là có những lúc thì chúng ta thấy rằng là nó đúng được ý chúng ta, có lúc thì chưa đúng được ý. Tại vì có một phần mà chúng ta hoàn toàn chúng ta không không làm chủ hoàn toàn được. Chúng ta chỉ làm về mặt thao tác, hoặc là trộn nhiều, trộn ít, biên rộng thì biên hẹp, vân vân. Cái đấy là việc của nó. Thì sẽ có những cái lúc mà chúng không được hoàn toàn vừa ý 100% đâu. Thế nhưng mà cả hai cái thằng này thì đều phải tạo ra các cái thao tác. Một thằng thì phải nhấn Alt để lấy mẫu, một thằng thì khoanh vào cái vùng lỗi hoặc không lỗi. Đấy, thì có một công cụ nữa sau đấy thì nó lại sinh ra thêm tới phiên bản sau phiên bản 6 chấm sang phiên bản 7 hay là phiên bản CS đời đầu, thì chúng ta sẽ có một cái công cụ nó gọi là công cụ Spot Healing Brush Tool. Thì cái thằng này nghe tên thì hơi giống như thằng Healing Brush này, nhưng mà nó sẽ không còn cái thao tác là lấy mẫu nữa, không còn cái thao tác nhấn Alt nữa, mà nó sẽ thao tác một cách trực quan luôn. Ví dụ như là tôi muốn dập xóa một cái chi tiết nào đó thì tôi chỉ việc là đưa chuột vào và tôi vẽ vào cái chỗ đó thôi. Nó sẽ dập xóa luôn cho tôi. Và nó lấy mẫu là bằng cách nào? Nó lấy mẫu bằng cách là nó lấy xung quanh mỗi mỗi phía một tí. Nó vun một ít từ trên, vun một ít từ phải, vun một ít từ trái, vun một ít từ dưới lên để làm sao cho nó lấp đầy được cái vết đen đen do cái đầu bút tạo ra. Với thực chất thì đây chính là cái thủy tổ về cái lệnh mà fill container way. Lệnh fill container way thì mãi tới tận phiên bản CS 4 CS 5 thì đấy thì mới bắt đầu xuất hiện cái thằng fill container way. Nhưng mà sự manh nha về cái lý thuyết thì thực ra là nó đã sinh ra từ cái phiên bản CS 2, CS 1 là với cái công cụ Spot Healing Brush rồi. Thực tế cái kia nó đòi phải là gì? Tôi cần phải có một vùng chọn, đúng không? Sau đó thì tôi sẽ lấy những điểm ảnh xung quanh cái vùng chọn đó để tôi lấp vào cho nó kín cái vùng chọn. Thì thằng này là nó đã làm theo quy tắc đó rồi. Thay vì việc tạo ra một vùng chọn thì nó sẽ có một vết đầu bút, vết này rộng hay hẹp bao nhiêu, tĩnh như thế này hay là kéo rộng ra, thì nó cũng sẽ đóng vai trò giống như là cái vùng chọn. Và sau đó thì nó cũng sẽ lấy một cách thông minh, lấy một cách có tính toán những cái điểm ảnh xung quanh cái vết mà chúng ta vừa vẽ ra, nó sẽ lấp đầy vào trong đó. Thế đây chính là cái logic manh nha của cái lệnh fill container away, mà không cần phải tạo vùng chọn nữa, chỉ cần lấy bút bôi vào cái khu vực mà chúng ta muốn muốn xử lý thôi, thì là nó sẽ xử lý kín hết cái chỗ như thế này. Đấy. Thế thì như vậy là vá víu thì chúng ta có 1, 2, 3 công cụ cộng với lại một công cụ gốc. Ban đầu tiên thủy tổ của nó là công cụ Cloud Stem. Đó. Thế thì sau này nữa thì chúng ta còn có một cái công cụ gọi là Container Way Move thì là sau. Đấy, cái thằng này thì là được bố trí vào tiếp cận các phiên bản CS5, CS5, CS6 gì đấy, tôi nhớ không chính xác lắm, thì nó mới có cái thằng này. Còn cái Red Eye thì nó đã được cung cấp ngay từ cái thời mà Healing Brush Patch Tool, thì nó đã cung cấp ngay từ cái thời điểm đó. Thì cái công cụ Red Eye này thì cũng là một dạng chỉnh sửa, thì nó chuyên phát sinh ra để nó xử lý những cái trường hợp là
chụp ảnh bị mắt đỏ. Đó, chụp ảnh mắt đỏ thì nó sẽ giúp chúng ta là cắt những cái màu đỏ trong mắt đi. Đó. Những trường hợp mà chụp đèn đấy ở một góc phù hợp thì ánh đèn nó bắt vào mắt mà nó từ đáy mắt nó dội ngược lại thì chúng ta sẽ bị cái tình trạng mắt đỏ này. Và để xử lý thì cũng tương đối là dễ dàng với công cụ này. Tôi chỉ việc là chọn công cụ, sau đó thì tôi vẽ một cái vùng bao lấy cái khu vực mắt đỏ. Nó sẽ tự động tính toán và nó sẽ triệt tiêu màu đỏ đi. Tuy nhiên là ở trong này thì nó sẽ đưa vào thay thế bằng cái việc là đưa một số cái màu mà làm cho sẫm đi. Đấy, dark amount này thì các bạn có thể gia giảm cái này để làm thay đổi cái tỷ suất mà làm đen ở trong cái vùng mắt này. Thực ra thì các bạn sẽ thấy là cái công cụ này thì ở một góc độ nào đó thì nó làm cũng tương đối là bị sẫm cái mắt. Đấy. Và các bạn là dùng cái này cho người châu Á thì rất là tốt. Đó. Tại bản chất người châu Á mắt thì mắt đen rồi, mắt gốc của nó đen rồi. Nhưng mà bọn châu Âu mắt xanh, mắt nâu, những cái mắt không phải màu đen này thì đôi lúc là chúng ta sử dụng nó cũng không được tốt lắm. Đấy, tại vì là nó sẽ tăng cái màu đen hơi nhiều ở mắt. Đấy. Thế thì chúng ta cũng có thể là dùng theo một cái phương pháp khác như sau. Đó là không sử dụng công cụ của Red Eye Tool. Red Eye thì cách dùng thì rất là dễ, nhưng mà để khắc phục cái điều này thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ làm việc lại với một công cụ mà chúng ta đã biết, đó là công cụ Brush Tool hoặc là công cụ Color Replace Tool. Đó. Thế thì thao tác thì rất là đơn giản, tôi chọn công cụ, sau đó thì nhấn Alt và bấm vào cái khu vực mắt này để tôi lấy cái màu được gọi là màu gốc. Đó. Sau đó thì chuyển đổi chế độ sang Color và dùng chính cái màu vừa đo được mà dập xóa nó đi, thì nó sẽ tạo ra một cái sự đồng điệu về màu tốt hơn mà nó không bị tối, không bị làm tối màu đi. Đấy, với cách như thế này thì tôi nghĩ rằng là tùy từng trường hợp nhé. Công cụ thì rất tốt, nhưng mà dành cho những cái người mà mắt đen, châu Á mắt đen thì tốt. Đấy, còn những cái công cụ khác có thể khắc phục tốt hơn trong những trường hợp mà không phải mắt đen thì các bạn có thể sử dụng cái công cụ Brush là chuyển đổi cái chế độ hòa trộn đó, hoặc là các bạn dùng luôn công cụ Color Replacement. Thế còn công cụ này thì đã nói chưa nhỉ? Công cụ Content Away Move dịch chuyển một đối tượng từ chỗ nọ sang chỗ kia. Không biết phần bài trước tôi đã từng nói với các bạn cái này chưa nhỉ? Tôi muốn dịch chuyển một đối tượng nào đó. Đó. Thì tôi sẽ sử dụng cái này. Tôi sẽ dịch. Đó. Vẽ xung quanh đối tượng. Kéo thả nó sang chỗ khác. Đó. Có hai chế độ. Một là dịch chuyển và xóa điểm cũ, hai là dịch chuyển và nhân bản. Thì tùy vào cái tùy chọn ở trên này chúng ta là move hay là extend mà nó sẽ là dịch chuyển không hoặc là dịch chuyển có nhân bản. Đấy, thì đấy là công cụ cũng được xếp vào trong nhóm gọi là chỉnh sửa, nhưng mà chỉnh sửa góc độ là dịch các điểm ảnh. Thế thì chúng ta có công cụ Clone Stamp, có nhóm công cụ Spot Healing Brush, Healing Brush, Patch Tool, Content Away Move, Red Eye. Thì đấy là những công cụ cơ bản hay được sử dụng để mà hiệu chỉnh các cái ảnh bị lỗi. Đó. Thế ngoài ra chúng ta còn có một số các cái công cụ khác cũng có thể là giúp chúng ta là xử lý chỉnh sửa. Ở đây tôi cũng giới thiệu luôn hai cái nhóm này, đó là nhóm Blue Sharp Smooth và một nhóm nữa đó là Dark Burn và Spawn. Thì chúng ta cũng sẽ lần lượt giới thiệu tất cả những cái công cụ đó. Một nhóm thì làm mờ, làm sắc nét, rồi thì di nhòe điểm ảnh. Một nhóm thì tăng sáng, giảm sáng,
hay là tăng tối đó. Và một cái công cụ nữa là để điều tiết độ rực hay là độ dịu của màu. Thế bây giờ các bạn làm quen thử cái nhóm công cụ chúng ta vừa trao đổi đi và view trước, sau đó thì mấy phút nữa tôi sẽ giảng tiếp sang cái nhóm công cụ còn lại.